Kính thưa quý vị, trải qua gần 2 năm, từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 4 năm 2021 với hai lần xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, vụ án ông trùm ma túy Văn Kính Dương, 41 tuổi, quê ở Hà Nội, hay còn gọi là Hoàng Béo, và Nguyễn Hoàng Anh Ngọc, 27 tuổi, hay còn gọi là Hot Girl Ngọc Miu, người tình của Văn Kính Dương, cùng 8 đồng phạm khác đã khép lại với 5 án tử hình, 4 án chung thân và 1 án 16 năm tù. Mời quý vị cùng xem toàn cảnh xét xử vụ án này. Nhóm tội phạm này đã đặt xưởng ở nhiều địa phương rồi mang thành phẩm tiêu thụ ra thị trường, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian ngắn, các bị cáo đã thực hiện sản xuất tổng cộng 120 kg ma túy với 20 lượt mua bán, tiêu thụ ra thị trường 72.000 viên nén ma túy tổng hợp. Văn Kính Dương từng nhiều lần vào tù. Theo cáo trạng, vào tháng 11 năm 2010, khi đang thi hành án ở trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa, Dương đã bỏ trốn. Sau đó, Dương làm giả chứng minh nhân dân và thuê nhà ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức sản xuất mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2016, khi đi sang Campuchia chơi vũ trường, Dương móc nối với một người tên Tôm cùng sản xuất ma túy. Tôm cung cấp nguyên liệu và chỉ dẫn cách thức sản xuất. Dương thuê địa điểm, mua trang thiết bị, hóa chất để sản xuất. Ma túy thành phẩm được chia cho Tôm 7 phần, Dương 3 phần. Từ tháng 6 năm 2016, Dương thuê các biệt thự cao cấp hoặc căn hộ biệt lập nằm cách xa khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để làm nơi sản xuất. Sau nhiều lần thử nghiệm, Dương đã sản xuất ma túy đá thành công và bán tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Dương án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, 3 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, tổng hợp hình phạt là tử hình. Cùng bị tuyên mức án tử hình còn có 4 bị cáo là Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên 4 mức án chung thân đối với 4 bị cáo là Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy. Riêng bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc bị tuyên phạt 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm, 9 bị cáo kháng cáo xin giảm án, sau đó một bị cáo rút lại kháng cáo, chấp nhận bản án chung thân mà Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên. Chiều ngày 28 tháng 4, sau gần một ngày xét xử phúc thẩm, Tòa Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác toàn bộ 8 kháng cáo của 8 bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên các mức án mà tòa sơ thẩm đã xử phạt các bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô khủng này. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa phúc thẩm, Phương thỉnh thoảng cười với đồng phạm, với Ngọc. Trước khi bị bắt vào tháng 4 năm 2017, Dương và Ngọc đã có một con chung. Trong lúc tòa nghị án, Dương từ hàng ghế trên quay xuống hôn người tình và tay trong tay trước khi bị lực lượng bảo vệ phiên tòa nhắc nhở. Về việc bị cáo tranh thủ hôn nhau trước tòa, nhiều người cho rằng đây là nụ hôn vĩnh biệt, cần được thông cảm. Tuy nhiên, rất nhiều người xem hành vi hôn nhau giữa chốn công đường là phản cảm, vi phạm nghiêm trọng nội quy phiên tòa, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 và Thông tư 02/2017 của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.